tại tế duyên của em rồi, rước em về chùa mà sao cái trong cúng quyền em không cho em ở chùa, khiến em lên trên lóc nhà ngồi, và ông trong trụ trì trong chùa sợ có chuyện gì đó rồi phức tạp nên đưa em trở về gia đình, chở em về. Chào khán giả, hôm nay đã quay trở lại kênh YouTube của An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có đến điện cây quế để cúng Phật, thì bên cạnh đó Lê Thanh cũng có gặp Bảo, thì cũng qua cuộc trò chuyện thì biết Bảo có tâm đạo, cũng nói về Phật pháp cũng hay, cho nên Lê Thanh sẽ quay một đoạn video gửi đến khán giả để chia sẻ về cuộc hành trình trên núi mà Bảo vừa đi qua, cũng như là có những lời hay đẹp như thế nào. Cũng mời khán giả cùng theo dõi một đoạn video nào nhé. Chào Bảo. Chào Quân. Thì em ở trên núi này mấy ngày rồi? Em ở trên núi này cũng 2 ngày. 2 ngày hả? Rồi trong 2 ngày đó mình đi đâu? Trong 2 ngày đó thì mình đi những cắt điện ở gần đây. Rồi mình đi cắt điện gần đây, như là mình đi hành hương hay đi sao? Đi hành hương cúng kiến, gặp ai có duyên thì mình giúp đỡ chút ít nào đó. Giúp đỡ là giúp đỡ gì bạn? Giúp đỡ giống như là mình biết những gì về Phật pháp. Thời gian em bị hành căn là năm đó nhiêu tuổi rồi? Năm đó cũng 10, năm nay cũng 11 năm, tính đến là 15 tuổi. 15 tuổi là mình bị hành căn hả? Đúng rồi, là mình bị hành căn do trong củ quyền em có người làm thầy nên em phải nói ngôi. Mà trong cúng quyền em hành bà ba kim của em, hành bà em, bà em không chịu. Mà tới lúc của em được khai mở nên em chịu mà chấp nhận thuận theo cúng quyền để làm y theo. Rồi cái giai đoạn hành căn đó, tại vì nhiều khi anh quay nhiều người hành căn đó, rồi có người bị như vậy, có bị người bị như khác, nhưng cái giai đoạn hành căn của em cái như thế nào, em có thể kể rõ cho khán giả biết không? Giai đoạn hành căn của em là tất nhiên là đầu tiên là em không biết gì về Phật pháp, tự nhiên sao khiến em ngồi thiền suốt và sáng và đêm, tổng cộng là nó tính đếm cũng cả tháng. Và lúc đó là tự nhiên tự động cái sau cái ăn chay và tự động cái tánh tình của em hiền lành lại, ai đánh mình hay chửi mình đều nhẫn nhục được hết, mình chỉ có tâm phương tiện và quyết chí đi con đường và con đường giải thoát mà mình cha mẹ của mình lúc nhỏ đã thôi nhau rồi, mình ở một mình đã hoàn cảnh mình khổ rồi, mình không để tiếp tục vậy tiền của mình giải thoát. Nếu mà gặp người khác thì là gặp đó lắm, thấy đời thấy cảnh đời nó cũng hiu quạnh với đời mặt pháp nữa, dễ vào con đường tà đạo lắm. Hôm nay mình biết đường con đường Phật pháp đúng là may mắn trong mình. Tại sao mà em rất là vui, tại vì mình biết được con đường đạo rồi và mình tự cứu lấy mình. Bởi vì mỗi chuyện gì em làm điều gì xuất phát từ trong tâm, ngoài ra chuyện là như thế. Là em thấy là bị hành căn năm khoảng 15 tuổi, mà năm nay được nhiêu tuổi? 26 tuổi. 26 tuổi là cũng khoảng 9 năm nay. Nhưng mà em được giải căn chưa? Thì giai đoạn em bị hành căn đó là tất nhiên là lúc sau cái em hồi đó ở Ba Chúc mà em bắt đầu tu, rồi sau cái em tự đoạn khiến thì sau cái trong gia đình em phải rước em đi về chùa, tại tế duyên của em rồi, rước em về chùa mà sau cái trong cúng quyền em không cho em ở chùa, khiến em lên trên lóc nhà ngồi, và ông trong trụ trì trong chùa sợ có chuyện gì đó rồi phức tạp nên đưa em trở về gia đình, chở em về. Rồi về tới nhà rồi em tu vào pháp môn niệm Phật rồi ngồi thiền. Nếu mà tu như vậy khó có thể thành Phật, rồi dễ xa đường lạc lối. Cái sau cái mình không biết về phương pháp tu nên mình về nên bị
chỗ này chỗ nọ, chỉ là muốn đâm đầu vào tường thôi. Cái sau cái bà của em thấy như vậy, sợ có vấn đề gì nguy hiểm đến bản thân em nên chở đi kiểm thầy để mà coi sao. Chở tới chùa đại chợ, chở tới ngôi chùa Biên. Vô trong đó ông thầy, ông chỉ là ông làm phép gì đó trong nước, coi nước Đức Thánh, coi nước dân đầu của em. Thì ông cũng bình thường, không có gì hết, giúp cái đầu cũng như vậy đó, chứ không có bớt gì hết. Cái sau cái đi về tình cờ không tìm mà gặp, đã coi như là không cầu mong để mà tìm được thầy nữa, tại vì khắp khu vực đây cũng đi thầy hết rồi, không ai cứu được. Tình cờ là ghé lại cái quán Hai Màu ngay chỗ núi Bà Đội, rồi ở đó cái sau cái bà của em nói em bị bệnh như vậy đó, nên người chủ quán nói ở đây có thầy nên dắt ông thầy đó lại. Mà ông thầy đó vừa đi lại là ông biết hết những câu chuyện của những đường tu hành của em, và biết em là biết em rồi, nói em là có mắt âm dương có thể mà biết được những câu chuyện của người ta. Em chỉ là nói em là như vậy. Cái sau cái ổng làm nước, ổng chỉ kêu em là nói chỉ là ngồi thiền sai. Ổng chỉ cho cái pháp môn ngồi thiền, tức là hít vô thở ra, hít vô đếm 10 cỡ 10 giây gì đó, cái mình thở ra bằng miệng, hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Như vậy đó, làm cỡ 10 mấy cái, 20 cái là hết. Và đúng như lời của thầy nói, sau cái nữa là ông thầy ổng làm trong cái nước phép gì đó. Em uống vô em thấy cảm nhận rất là lạ kỳ. Sau cái em về em tu theo pháp môn của thầy, của ông thầy đó chị, nên được khai mở quá, gọi là quá dữ thành lành. Là lúc đó là em khỏe là luôn đó ha. Lúc đó khỏe lại, bình thường trở lại. Sau cái em mới đi cuộc hành trình của em tu hành, sau có duyên về kinh Đại Thừa, kinh Pháp Hoa của Phật Pháp. Và đường tu hành của em thấy mọi chuyện cuộc đời của em rất là tươi tốt, những chuyện gì đó cũng đều thuận lợi, nên em cũng tin vào Phật Pháp rất là nhiều. Tuy rằng em tuổi trẻ, nếu gặp như người khác, không cha không mẹ, không có người dạy dỗ, dễ rời xa vào con đường đời lắm. Em hôm nay biết được đường đạo, bởi vì em may mắn rất là nhiều. Bởi vì cũng khuyên mọi người đồ cũng noi gương theo em để mà thực hành như vậy, rồi mấy người được sớm được mà sống cuộc đời an nhàn và hạnh phúc. Chuyện là như vậy. Thì trong cái giai đoạn hành căn cũng như hiện bây giờ, em cũng được khai mở là không về con đường đạo, tránh đi tìm những cái chuyện tốt mình làm, đúng không? Đúng rồi, những chuyện lành, nhưng còn những chuyện xấu của mình, không ai mà ngu dại mà làm những chuyện xấu tự hại lấy mình hết đó, chỉ có người ngu muội mà thôi. Thì hàng ngày em thường xuyên lên núi này không? Thì em lên đây cỡ ở một bữa hoặc hai bữa gì về rồi em đi kiếm thuốc hà thủ ô hoặc nhân sâm gì đó cho mọi người. Người nào có duyên em thấy được có tâm đạo thì em giúp, chứ mình giúp những người mà bị nghiệp hay những người không tu hành, giúp một vô ích, không đạt được ý nghĩa gì, trái lại còn hại cái thân mình. Hôm nay tuổi của bà cũng còn trẻ, năm nay có gia đình chưa? Nay em cũng nguyện là tu không lấy vợ, trước tiên là sao để cho mọi gì đều tươi đẹp, cho mình cái hạnh tốt cho người khác, để mà biết mình như vậy, noi gương theo mình và cho người khác biết như mình như vậy, để mà những chuyện gì đó mình cũng làm được, cho những người đánh giá mình rất là tốt và khen đạo hạnh. Cái phần căn của em về biết là ai? Cái phần căn của em là ông trong của quyền em chết hồi nhỏ, làm thầy gì đó. Ông trong của quyền chết hồi nhỏ, sao làm thầy được? Tất nhiên là chết hồi nhỏ, tất nhiên
tất nhiên là ổng độ vào phần vô hình, người ta gọi là thầy như vậy. Vậy à, khi nói cho khán giả hiểu nè, thầy cho nhỏ nhỏ vậy. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.